Dạ vâng, xin chào mừng mọi người trở lại kênh YouTube của HD Audio. Sau một thời gian là gọi là cháy hàng ấy, thì hôm nay cái giải mã Suka Audio Q5 lại về. Đấy, thì hôm nay bên em về được tầm này thôi, cũng không về được nhiều. Đấy, hàng nó rất là khan. Thì mọi người có nhu cầu thì vui lòng liên hệ lại cho shop nhé. Và cái lần này thì là nói chung là ngoại hình thì cũng không có gì thay đổi, hàng vẫn là như vậy. Đấy, với con này thì trước đây đã có cái video clip review rồi, em cũng sẽ không nói lại nữa nhé, đỡ mất thời gian cho mọi người. Đấy, đây là cái thiết kế của Suka này. Mặt trước và mặt sau. Đấy, con này thì Bluetooth này. Đấy, em nói qua một chút là con này là giải mã 24 bit, 192 kHz, đấy là cao nhất. Đấy, và sử dụng hỗ trợ Bluetooth. Bluetooth con này là 5.0, sử dụng chip mà Qualcomm 3008, rất là cao cấp của Qualcomm đấy. Đấy. Đây là đường PC USB, là đường này đường cắm máy tính nhá, chứ không phải là cắm thẻ nhớ mọi người nhé. Đấy, đây là cái đường chất lượng tốt nhất để cho chúng ta chơi music server hoặc là cắm máy tính hoặc là cắm OTG từ điện thoại. Đấy, muốn phát huy hết được cái chất của cái DAC thì chúng ta phải cắm máy tính và tải được nhạc chất lượng cao để chơi cái cổng này. Đấy. Còn lại nếu mà chúng ta nhà có cổng quang sử dụng từ TV hoặc là đầu Android box thì dùng cổng optical này cũng được. Tuy nhiên ấy, thì là optical nó không phải là tốt nhất của cái giải mã, thấy chưa? Nhưng nó lại là tốt nhất của cái TV. Đấy, có nghĩa là TV của chúng ta là cổng ra optical là tốt nhất rồi, không có cái gì hơn cả. Thế nên là chúng ta cắm cái này là rất hợp lý. Nó nếu mà cắm optical thì nó phát huy được tầm khoảng 60-70% của cái giải mã này thôi. Đấy, chứ nó không phát huy được hết. Phát huy hết thì chúng ta phải cắm ở đây này. Đấy, thấy chưa? Còn cái TV thì là tốt nhất rồi. TV thì không có cái gì khác ngoài cái cổng quang này. Cổng quang này là tốt nhất, cổng 3.5 kém hơn rất nhiều. Thấy chưa? Đây là có cổng coaxial đồng trục và đây là hai cổng ra để chúng ta kết nối xuống âm ly. Con này nó tiện cái là có volume này, volume tăng giảm. Đấy, rất là tiện. Tại vì ấy, mặc định ấy, bao giờ là cái cổng quang tiếng cũng sẽ bị bé hơn so với đường 3.5. Bất cứ ở cái TV nào cũng vậy. Đấy, thế nên là nhà sản xuất người ta đã cho chúng ta thêm một cái volume rất là hay. Đấy, chiết áp đều là chiết áp cao cấp, dùng bi rất tốt. Và con này có rất nhiều cái dơ le ở bên trong. Thì bây giờ em không nói lại nữa. Đấy, có video em mở ra cho mọi người xem rồi, mọi người xem lại cái video đấy nhé. Con này có cả đường tai nghe và có cả đường 3.5 để vào. Đấy, đường 3.5 để vào. Nhưng mà đường này thì là chúng ta cắm điện thoại vào cũng được, cái gì cũng được. Tuy nhiên nó chỉ phát huy được một phần của cái DAC này thôi. Đấy, chứ cái cổng này nó không phải là cổng tốt nhất. Vì cái này nó là analog mọi người nhé. Mà đây đã là DAC thì có nghĩa là chuyển đổi tín hiệu từ cổng quang hoặc chuyển đổi tín hiệu từ kỹ thuật số ra analog, mà đây đã là analog rồi thì nó phát huy được không nhiều. Đây trên này con này thiết kế mọi người nhìn này, rất là đẹp. Còn đây là phụ kiện này, phụ kiện tặng kèm cho mọi người. Đấy, thì cái con này vừa em mở ra. Phụ kiện tặng kèm thì hãng người ta có tặng kèm cho chúng ta là dây USB để kết nối máy tính này. Đấy, hoặc là kết nối điện thoại. Điện thoại thì mọi người phải mua cổng OTG nhé. Đấy, cái đấy thì bên em không bán, được chưa? Mọi người có thể lên Sendo hoặc là trên Lazada, đại loại như thế đấy. Mọi người xem trong cái cổng nào nó phù hợp với cái điện thoại của mình thì mọi người mua ở đấy. Nó có rất nhiều cổng, cổng điện thoại iPhone khác này, cổng Type-C khác này, hoặc là cổng USB khác này. Đấy, nó mỗi đời điện thoại nó sử dụng một cái cổng khác nhau. Thường thường thì nó có ba cái cổng chính đấy. Đây là cái dây quang mà hãng người ta tặng kèm cho chúng ta. Dây quang nó tặng kèm thì nó cũng chỉ được như thế này thôi. Đấy. Thì là bên em đợt này về có nhập được một ít dây quang cao cấp của Pulsogger. Đấy. Hàng rất cao cấp, rất đẹp. Thì là ai mà nhanh tay đặt sớm thì bên em sẽ tặng kèm cho cái dây này nhé. Đấy, tặng kèm. Còn hàng cái dây quang này nó về nó không được nhiều thì là em sẽ tặng
khi nào mà hết hết cái dây quang này thì thôi, mọi người lưu ý nhé, hết dây quang này thì thôi. Dây quang này dài 2 mét này. Đấy. Sẽ tặng kèm cho mọi người, được chưa? Và đi kèm có adapter 12V 1.5A. Adapter rất là chắc chắn, đẹp. Và một cái anten để chúng ta bắt Bluetooth. Đấy. Thì là đây là cái những cái khách hàng mà đã đặt sẵn ở bên em này. Đấy, ví dụ như là một số khách hàng đã đặt sẵn ở bên em thì là bên em sẽ ship ngay ngày hôm nay. Đấy. Ví dụ như là của anh Châu Yên Bái này, hay là anh Phi ở thành phố Hồ Chí Minh này. Đấy. Hoặc là anh Đức Anh. Đấy. Thì thôi thì đây tất cả các những cái đồ của các anh thì là em đều tặng kèm dây nhá. Đấy. Đây này, đấy, tặng kèm dây quang tốt này. Cái dây quang như thế này. Đấy, đây là em đã tặng kèm rồi nhá. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái video của HD Audio. Có điều gì không hiểu thì mọi người cứ vui lòng liên hệ tới hai số hotline ở trên màn hình nhé. Thì bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người. Vâng, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.